Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm cứu hộ, tàu 302 thuộc vùng ba hải quân đã tiếp cận cứu hộ một tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị nạn trên biển. Trước đó nhận được thông tin về tàu cá QB98065TS bị hỏng máy, trên tàu có 7 lao động do ông Nguyễn Văn Thường trú tại Quảng Bình làm chủ tàu thả trôi cách đảo Cồn Cỏ 45 hải lý về phía đông bắc, thời tiết khu vực biển tàu gặp nạn phức tạp có gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, sở chỉ huy vùng 3 hải quân đã điều động tàu 302 đang hoạt động ở khu vực nhanh chóng tới hiện trường. Đến 6 giờ ngày 11 tháng 10, tàu 302 đã tiếp cận được tàu QB 98065TS và thực hiện các biện pháp cứu hộ. Hiện tại sức khỏe của 7 người dân trên tàu cá ổn định.